Xin chào mọi người. Hôm nay là sáng chủ nhật. Hôm nay là sáng chủ nhật ngày bao nhiêu nhỉ? Cuối tháng 7 đúng không? 25 tháng 7. Đây, mình xin update tình hình vườn nhà mình. Đầu tiên là bắt đầu ở qua cây dưa chuột. Đây, cây dưa chuột này mình ăn được đầu được ba quả rồi đúng không? Đây, nó ra được 2 rồi. Đây, quả to như thế này rồi. To phải hơn ngón tay cái. Ở dưới này người ta đang dặn chó đi. Vừa nó sủa vào. Ok. Cây này nó có đây, hoa cái này ạ. À. Quả đấy to nha, quả dưới này cũng to. Đây, quả dưới này. Đây, đấy. Cũng to. Đây cũng có quả này ạ. À. Bên này cũng có quả. Tiếp theo là cà chua. Cà chua này nặng gọi là yếu căn luôn rồi. Triệu căn. Bên này có con nhện to lắm rồi. Đây này, nhìn con nhện này béo ú ấy. Đây này, béo ú này. Hình như có bắt được một tí mấy con bay bay ấy. Đây, dưa chuột, cà chua đã chín rồi anh em ạ. Đây. Mà chắc phải đợi một tí nó chín thêm nữa. Đây, đây có 3 quả này. Trên này là có 2 quả này. Cái này cũng có 2 quả hươm hươm. Đây, quả này quả màu vàng và quả màu cam. Chắc là chín nó phải màu vàng như thế này. Có thể là loại chín thì màu vàng đấy. Đây là nhà mình có 2 loại, loại chín màu đỏ và loại chín màu vàng. Kia là chín màu đen đấy. Cái nào chín màu đen? Đấy, cái cây cao cao này. Cái này hả? Ờ, màu đen đấy. Luxury mà. À thế à, thế sao bây giờ nó lại có màu hươm hươm như thế? Chắc là chừng nó đổi màu thành màu đen sau đúng không? Tiếp theo là cái dưa chuột này. Chỗ này mình thu hoạch. Rồi đây là đợt 2 này ạ. Đấy, quả cũng to bằng ngón cái rồi nè. Chỗ này có thêm mấy quả nhỏ nhỏ nữa. Tiếp theo là đỗ. Đỗ đã có quả rồi mọi người ạ. Đây. Đấy, đỗ dây đã có quả rồi nè. Bầu trời hôm nay trong xanh đẹp không? Đây. Có gọi là có cái máy bay bay qua và có mặt trời này, máy bay đang đường máy bay, khối máy bay bay qua đây. Su su đã lên dàn rất nhiều nhưng mà vẫn chưa có quá, chưa có độc tính. Chỗ này hoa hướng dương, sắp có hạt hướng dương này anh chưa? Đây hoa hướng dương này á, hoa hướng dương number one, number two thì đang có mợ có cái nụ nhỏ nhỏ. Và number 3, yay, đúng là hướng dương luôn này, hướng vào hướng mặt trời luôn này. Đây. Đẹp, cái này là cây cao nhất 2m và cũng đã có hoa. Đây là những cây cắn có lan chi. Nè, hết chỗ đi à. Mà hôm nay mình thu hoạch được bao nhiêu cà rốt ăn rồi. Hôm qua thu hoạch cái chỗ này nhưng mà hơi nhỏ. Cà rốt ở trong trầu này chắc là thiếu nắng. Đấy. Ok, tiếp theo là có lan chi hoa nó tàn rồi. Như hoa có lan chi thì nó nở vào buổi trưa cơ. Buổi sáng thì không có, giờ đang sáng sớm. Đây là ớt. Ớt này à. Ok, quay lại Medisa nhé. Đây, Medisa đây. Đây là rau thơm của Ba Lan này. Tí nữa thu hoạch rồi anh ơi. Bạc Hà. Một loại là khà của Ba Lan. Nhìn tốt nhỉ? Đây, cái mướp này lên được 4 bật, 1, 2, 3, 4 rồi. Với lại cái mướp. Mướp bên này là mướp to nhất này. Nó lên gốc từ chỗ này. Lên. Bây giờ nó đang gọi là bám vào cái cây đổ rồi, chỗ nó gốc này. Đây. Đấy. Tiếp. Ơ, chỉ thiên ngắm rồi đúng không? Ừ. Gừng. Đây, xem gừng nhé. Đây là dưới này là mồng tơi. Mồng tơi tiếp. Ui, cái mồng tơi này là nó quấn vào cây rồi này, thấy không? Mồng tơi là leo đấy. Đúng kiểu Việt Nam rồi này. Nó quấn vào trụ rồi này. Đấy. Thấy không? Ừ. Đấy. Nó quấn vào. Gừng này à. Gừng và 3 cái mồng tơi. 1 cái gừng, 2 cái gừng, 3 cái gừng. Tiếp. Mồng tơi trong gốc cây đào. Đang gọi là trời thời tiết này rất là thích hợp cho cây mồng tơi mọc. À, cho mọi người một thông tin mới là cây hoa Huệ đã có đủ. Đây,
Nụ hoa về này. Đây, nụ này. Giống ở phía dưới này. Dưới này, buổi sáng đây mình dậy. Mình chỉ vợ mình thấy hoa nhà hàng xóm nữa rồi. Nghĩ chắc hoa nhà mình nữa. Thế là nhìn thấy có nụ thật. Chắc là ít bữa nữa nó sẽ nữa. Đấy, tiếp theo là hoa zucchini. Hoa này thì nó nở và nó tàn rồi. Tiếp theo là cà chua. Đây cà chua này có một quả đôi mèo này, đây. Nó hương hương này. Đấy. Đây, zucchini, zucchini bên này đang nở này ạ. Đang nở hoa và có một em hoa cái. Đây, hoa cái này đấy. Ta coi zucchini mini chưa? Đây. Tiếp theo là rau muống. Tí cách hết anh luôn. Đây, rau cái này mọi người. Có cái rau cái này, rau cái có sâu anh chứng tỏ là rau cái rất là tốt. Nên sâu nó mới anh được đúng không? Sâu anh được thì người anh cũng được. Chiều thế thôi. Có cái sâu anh được mà người anh không được đúng không? Đây là cây cây gì chua chua của bà Lan này. Đây, đây là rau cái nhá. Tiếp theo là cái này, đấy nhìn thả chưa? Đây là mồng tơi, rau cái, mồng tơi. Đây, cà rốt này hôm qua mình thu hoạch hai quả rồi mọi người, cứ xem cái gọi là video ngắn của mình ấy. Mình cứ quay video thu hoạch cái cà rốt chỗ này, cú to phết, ăn ngon, thơm, cay cay, ngon hơn ở siêu thị. Đây là xà lách thu hoạch rồi. Mồng tơi. Chỗ này thêm hạt cây zucchini cũng đang có hoa này. Đây mồng tơi, đã to chưa? Đã to bằng bàn tay mình đấy. 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 Đây này. Đây. Đã to bằng bàn tay đúng không? Cái sáp này tí thả nước lẩu ăn chua chua được. Chắc được đấy nhỉ. Đây cà chua bò nè. Cà chua bò lớn lên từ ngày nè. Đấy cà chua bò nè. Nhìn nó lớn lên từ ngày luôn. Ngô. À, cái ngô đã cao vượt ban công rồi. Đây. Vượt cái thành của ban công rồi. Được hộ mấy cái ngô gốc này. Ừ. Với lại chỗ này có cây ớt chuông nó bắt đầu có đầu quả rồi. Hoa nó nở ra đầu tiên như thế này. Xong bây giờ dưới có cái này nó đang đầu quả này. Ít bữa nữa chứ là quả từ chỗ này nó to ra. À, chỗ này có một dàn dưa chuột. Quên kịp cho mọi người xem. Đấy, dưa chuột này. Một quả, hai quả, liên tục luôn. Trước mình vừa thủ phấn ở nó. Đấy. Ồ, thấy quả kia to. Anh nhìn thấy quả to rồi đúng không? Có, anh quay ra. Đây này, hai quả này. Nhìn to. Mà nó giống khác. Nó điên điên hơn, nó đậm hơn cái quả của cây bên kia. Cái zucchini này lại bị gãy lá, tí rồi cắt ăn. Ừ. Này. Zucchini này tí là chắc anh rau bí thôi. Ok. Cái này là cây cú dền. Trước mưa nó dập mà bây giờ lá nó lên cũng to phết rồi. Ok, thế chắc là video ngắn ngắn thế. Cập nhật tình hình khu vườn của bọn mình. Cây dưa chuột. Đây. Với cây mồng tơi leo xem chưa? Có, mồng tơi leo này quay. Dưa chuột này có quả này, toàn chiếc thụ phấn này. Ông đang thụ phấn. Đây, cây mồng tơi leo này. Đây. Đây, cây dưa chuột này nó bò lên cái giàn hoa này. Bám luôn cái giàn này. Bám luôn cái giàn hoa rồi. Tính về xử lý cái giàn này bớt đi cho cây dưa chuột nó bám lên đây. Ừ. Đây là nghĩa là giàn dưa chuột cuối cùng rồi. Giàn để cây. Đấy. Vừa mình bảo là sợ nó cứ bám gãy rơi chậu nhưng mà làm sao rơi đâu. Cây sao không rơi? Tại vì dưa chuột nó nhẹ mà. Anh chào, anh nhìn nó nặng níu hết hoa xuống này. Ok. Ủa ông. Để xem xét tình hình được. Mình giải quyết được cái giàn này đi rồi. Ăn hết rau đi rồi. Dưa chuột sẽ bám lên cái giàn tím này. Ok. Hay là cho kéo ra kia. Còn dây không? Còn. À, còn dây. Kéo lên kia được không? Hình như hết. Không nhớ nữa. Dây mình mới làm chưa đây. Ừ. Ok, thôi kết thúc video ở đây nhá. Ừ. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Nhớ đăng ký, subscribe kênh và like video. Bye bye.